Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy chia sẻ tiếp cho quý vị tại Festival Cây Cảnh Thủ Đô 2022 quý vị nhé. Thế và cái video lần này Bonsai Đức Huy muốn giới thiệu với quý vị những cái tác phẩm của các anh ở dưới Bắc Linh mang những cái tác phẩm về với triển lãm Thủ Đô quý vị nhé. Thì ở Bắc Linh thì có theo như Bonsai Đức Huy ghi nhận thì có hai nhà vườn, đó là anh Lộc Phú Quý và anh Thời Gỗ mang những cái tác phẩm về đây. Thì đầu tiên quý vị ạ, đầu tiên là cái tác phẩm của anh Lộc Phú Quý, một cây ba thân của anh Lộc Phú Quý, một cây tam đa của anh, cây cao khoảng 1 mét quý vị nhé, một cái cây có những cái nét kẻo cột rất là đẹp, bóng tàn thì mịn màng, mạch lạc thưa thoáng. Anh Lộc Phú Quý thì vườn cây của anh rất nhiều những tác phẩm quý, đơn cử như tác phẩm Cửu Long Tọa Sơn, rồi rất nhiều những cái cây long to nhiều lắm. Thì kính thưa quý vị, là đây một cái tác phẩm của anh Lộc, làm cái tác phẩm tầm trung. Ô, chào các anh. Vâng, em chào các anh nhé. Các anh mới đến à? Anh vừa mới đến đây. Đây đang chia sẻ mấy cái tác phẩm của Bắc Linh đây. Mọi người đang Bắc Linh đây, cùng anh em mình cùng ngắm, cùng trò chuyện. Cái này của anh Lộc. Cái anh Lộc mới anh Thời. Đây thì đang chia sẻ những cái tác phẩm của anh, các anh Bắc Linh thì cũng gặp các anh đi tham quan, cũng người Bắc Linh. Đây là cây của anh Thời quý vị nhé, một cây quý, một cây cổ, cây quý. Tác phẩm này có cái nét đặc biệt riêng quý vị ạ, cũng là một cái cây ba thân nhưng có những cái nét mà không giống cái cây nào, bò chọn một cái hòn đá và những cái nét rễ quý vị ạ, cái nét rễ bám vào đá khăng khít không biết từ bao giờ. Cảm giác cứ như là muốn bóp nghẹt cái hòn đá quý vị ạ. Quý vị mới hiểu được này. Là bám đá từ bao giờ. Tác phẩm rất đẹp của anh Thời Gỗ quý vị nhé, cũng là cây tầm trung. Mà rất là dài. Thì kính thưa quý vị, là những cái tác phẩm như thế này thì là rất là quý rồi. Cái quý ở đây là cái giá trị ngoài cái kinh tế ra, còn những cái giá trị thời gian, giá trị nghệ thuật, chứ không hẳn là được kinh tế quý vị nhé. Rất là đẹp quý vị ạ. Thế và một tác phẩm tiếp theo của anh Thời nữa quý vị ạ. Đây là cái tác phẩm một cây ôm đá của anh, cây Nam Điền. Thì các anh ở Bắc Linh thì chủ yếu mang những cây tầm trung. Mang đến triển lãm Thủ Đô những cây tầm trung. Anh Thời Gỗ cũng rất nhiều cây quý quý vị nhé. Anh cũng là người rất là đam mê. Anh mới vào cây được mấy năm nhưng mà cũng rất mạnh dạn mua những cái tác phẩm, mà đến nay rất nhiều những tác phẩm thành công.
tác phẩm quý đã đi triển lãm rất là nhiều và khẳng định được ở các cuộc triển lãm. Anh Lộc Phú Quý thì đây là tác phẩm của anh Lộc Quý. Anh Lộc Phú Quý thì chơi lâu lắm rồi. Vườn anh Lộc Phú Quý thì nổi tiếng quá rồi. Thì mỗi một tác phẩm một cái màu sắc riêng mà quý vị có thể cảm nhận được. Và kính thưa quý vị, đây là một cái tác phẩm hai thân của anh Thời Gỗ. Đây là cái tác phẩm hai thân đồng điệu và là những cái cây xanh cổ của anh và cũng là cái cây tâm huyết của vườn các anh. Đây là cái size trên trung một tí quý vị nhé. Cây này cao khoảng 1m3 từ mặt chậu lên. Cây này già lắm quý vị ạ. Đây quý vị có thể nhìn thấy này. Rất là già. Và tiếp theo là một cây trực dáng làng của anh Lộc Phú Quý quý vị nhé. Đây là cái cây trực dáng làng có tuổi chậu rất là cao. Và quý vị có thể cảm nhận thấy. Hàng cây tuổi chậu nhìn thích quá quý vị. Cảm ơn các anh đã mang những cái tác phẩm về với triển lãm thủ đô cho quý vị yêu cây được thưởng lãm. Một nhà vườn ở bên cạnh bờ sông Cầu. Rất là đam mê cây. Kính thưa quý vị, là anh Thời Gỗ thì có 3 tác phẩm và anh Lộc Phú Quý thì có 2 tác phẩm. Đây là 5 tác phẩm của các anh ở Bắc Linh quý vị nhé. Và Sa Đa Huy cũng nhớ chính xác là còn các anh em nào Bắc Linh nữa không, nhưng mà có 2 anh ở Bắc Linh thì kê cạnh nhau đây thì bác Sa Đa Huy chia sẻ cho quý vị nên tự nhiên lại cái ý định cái ý tưởng thì chia sẻ cho quý vị những cái tác phẩm của các anh Bắc Linh. Thì kính thưa quý vị, là bác Sa Đa Huy xin phép được dừng lời ở đây. Bác Sa Đa Huy xin cảm ơn quý vị nhé. Và xin hẹn gặp quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.